Thưa quý vị, cô bác, anh chị, bây giờ em sẽ tiếp tục đi phóng sinh trong ngày hôm nay. Mặc dù là em đã phóng sinh hết cái làng chài rồi và bây giờ chiều rồi, không còn gì để mua nữa. Nhưng mà được tin nghệ sĩ Phi Nhung đang bị bệnh nặng hấp hối trong bệnh viện Chợ Rẫy, là nơi mà bác của em làm viện trưởng ở trong đó đó. Thì biết được tình hình như vậy, em sẽ phóng sinh giúp cho nghệ sĩ Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi. Rồi bây giờ em sẽ đi đây. Mới nhờ một chị hàng xóm mua giùm cá kèo trong xóm. Đây, nhờ một chị hàng xóm mua cá kèo ở trong chợ và chim chép, thì đáng lý là cũng không có mua những cái con vật này, bởi vì cá kèo người ta nuôi, vai trò ngoài tự nhiên của cá kèo cũng quan trọng á, nhưng mà không bằng cá thòi lòi. Cá này người ta nuôi được, cá thòi lòi nuôi không được. Thì mình may mắn hôm nay mình phóng sanh hết cá thòi lòi rồi. Còn chim chép á, thì theo cái kinh nghiệm mà thả phóng sanh của em á, thưa quý vị, là thả nó đi rồi, nhưng mà tới lúc người ta mà đào chúng nó cũng bị bắt lên làm thịt. Nên những con chim chép này thả nó ở đâu là nó sẽ nằm yên ở đó. Nên hôm nay mình sẽ phóng sinh tạm cho nghệ sĩ Phi Nhung thôi. Ngày mai em sẽ chơi lớn hơn. Tại sao em muốn giúp nghệ sĩ Phi Nhung? Bởi vì cô ấy nuôi trẻ em, làm những cái thiện nguyện rất là nhiều cho mấy em nhỏ, với lại cô ấy cũng ăn chay, rồi mang hạnh nguyện Bồ Tát, thì quý vị cũng biết sẽ gặp rất là nhiều biến cố trong cái cuộc sống thị phi mà. Nên em đứng ở giữa, em không can thiệp vào thiện ác của mọi người, em chỉ thấy những hành động tốt của người ta, dù người ta có xấu hay cái gì đó em không quan tâm, miễn người ta có khởi niệm tốt lành, làm những việc lợi ích cho chúng sanh là em ủng hộ. Ai cũng vậy, em không phân biệt thiện ác, em là tiên cá mang 60% năng lượng của Phật Di Lặc. Em rất tự tin vào bản thân của mình có thể giải cứu thế giới, thiên nhiên và động vật. Và em luôn được chư thiên ủng hộ, quỷ thần hai bên cũng ủng hộ, Bồ Tát thì đi cùng em, các vị cổ Phật thì luôn trông theo những việc em làm trong thế giới này. Em đã nhiều lần giúp đỡ cho các học trò của mình, những người mình quen thoát khỏi khổ nạn thành công. Mặc dù những việc làm đó thì đổi lại em sẽ bị chịu khổ nạn thay. Và nhờ có những việc như vậy thì em đã thức tỉnh. Và nhờ những việc như thế thì em mới có ngày hôm nay làm thêm một cái nghề gọi là nghề phóng sanh mướn. Dạ, phóng sanh mướn. Em sẽ đi phóng sanh đúng cách. Và đây, bên cạnh em là một thần thú. Bây giờ em sẽ đi đến đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị hãy tìm trong cái thế giới này xem ai mang nhiều năng lượng Phật giống em nhất. Hãy chỉ cho em. Em nhường luôn 60% năng lượng giải thoát của Di Lặc cho người đó luôn. Em chỉ thích làm tiên cá thôi, nhưng nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát đã giúp cho em thức tỉnh, nhận ra sứ mệnh của mình.
Rồi, thưa quý vị, bây giờ em sẽ cầu nguyện giúp nghệ sĩ Phi Nhung. Những cái loài vật này thật ra cứu nó phước báo thì không có bao nhiêu, nhưng mà có còn hơn không. Đây, nhìn những cái con cá kèo hấp hối này đây thưa quý vị. Biết tại sao không? Nước nhiều quá là nó cũng chết. Con cá này á, nó vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước, giống như là cá thòi lòi á, nên phải để nước sắp sắp. Trước điện thờ Bồ Tát thì có một cái dòng sông như thế này. Đây là sông nước muối ạ. Và đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã dẫn dắt Tiêu-un từ nhỏ đến lớn, làm được những việc lợi ích cho chúng sinh. Hôm nay Tiêu-un đứng trước hình tượng của Ngài, mong Ngài hãy giúp cho một vị Bồ Tát đang gặp khổ nạn. Ngài ấy cũng đang làm rất nhiều việc thiện lành để giúp cho các em nhỏ trong cái mùa dịch Covid này. Để đây nè, cho thành tâm, cho nó sống ảo một chút, cho mọi người thấy. Tiêu-un là người không còn tôn giáo, nhưng đứng trước giáo chủ của các tôn giáo, tôi luôn tỏ lòng thành tâm và biết ơn. Như đứng trước Quan Thế Âm Bồ Tát, con xin thành tâm sám hối mọi tội lỗi của mình từ xưa đến giờ. Con không bao giờ nói dối trước Quan Thế Âm Bồ Tát. Con không bao giờ từ chối cái sứ mệnh của mình khi đứng trước Ngài. Và con mong cầu Ngài hãy giúp đỡ cho cô nghệ sĩ Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi, thoát khỏi bệnh tật. Cô ấy đi làm thiện nguyện, nấu đồ ăn chay cho trẻ em, giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì lỡ chúng dịch Covid-19, bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Mong Quan Thế Âm Bồ Tát hãy ra tay giúp đỡ cho cô ta được sớm trở về, để tiếp tục làm cái công việc là phụng dưỡng người già và nuôi dưỡng các em nhỏ. Và hôm nay á, con cũng xin phóng sanh những cái chúng sanh đang gặp khổ nạn là cá kèo và chim chép, trả họ về tự nhiên, hồi hướng công đức việc làm này cho Bồ Tát Phi Nhung, là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam mình, mau tai qua nạn khỏi. Cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều. Con biết mỗi lần con xin là Ngài sẽ đồng ý thôi. Ngài không bao giờ từ chối Tiêu-un, bởi vì Ngài đã giúp Tiêu-un có thể thức tỉnh, sắp trở thành Phật được. Ngài đã giúp Tiêu-un rất nhiều, nên hôm nay Ngài giúp thêm Tiêu-un lần nữa chắc cũng được à, đúng không ạ? A Di Đà Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng về tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới. Lòng thành tâm của Tiêu-un đứng trước tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh hơn nữa. Mặc dù tôi đang sống trong cảnh giới của thần phán xét nhân loại, tôi chọn lọc ra những người nào xứng đáng được sống, người nào phải chết. Nhưng với Bồ Tát Phi Nhung, tôi muốn cô ấy được sống và làm tiếp tục cái Phật sự của mình, là lo lắng cho các em nhỏ. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hơn 25 năm con chưa từng bị bệnh cảm một ngày. Nay Bồ Tát có thể lấy đi một ít sức khỏe của con truyền cho cô ta cũng được. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con đội ơn Ngài rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi sẽ đi phóng sinh cá kèo. Cá kèo con mắc chết chưa cá kèo? Con mà chết thì Bồ Tát sẽ vãng sanh cho con, Bồ Tát sẽ giúp cho con.
Hôm nay tôi cho tụi con gặp Bồ Tát Quán Thế Âm để tụi con á quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không còn đọa ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, biển khổ trước mắt rất là bao la rộng lớn. Mang thân cá kèo á thì cũng phải làm cái nhiệm vụ vai trò trong tự nhiên. Bây giờ tôi thả con ra môi trường thiên nhiên này, con hãy sống cho thật tốt với cái vai trò của con. Những cây đước ở đây cần con. Chuẩn bị đi chưa? Lên đường nha. Thả ở đây hả quý vị? Thả ở đây thì em thấy cá kèo nó sống ở đây rất là bình yên luôn. Sống dưới chân Bồ Tát nè. Đây Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây, sống ở đây đi. Nhưng mà cái này á, ơi nó không có cái đường để xuống. Đây không có đường để xuống. Rồi thôi kệ. Rồi đó. Dạ rồi. Bởi vậy giúp người phải giúp tới bến, cứu cá kèo cũng phải cứu tới nơi, cứu chơi chơi thì cũng không có được gì. Phải nhảy xuống nước cứu luôn đây. Rồi đây, cá kèo ở đây thì quá là hợp lý rồi ha. Đó. Cá kèo là nó sống chui nhủi trong đất. Dạ xuống đi cá kèo ơi. Chỗ này là bình yên nhất. Ở dưới chân Bồ Tát. Không còn nơi nào bình yên đâu con. Trước mặt Bồ Tát không ai dám làm hại tụi con đâu. Nha. Trước mặt Bồ Tát không ai dám làm hại những chú cá kèo này. Bây giờ tôi cũng sẽ phóng sanh chém chép xuống đây luôn, bởi vì đây chính là nơi an toàn nhất. Đây Bồ Tát Quán Thế Âm. Thật ra Tây Uôn cũng có nghĩ đến Bồ Tát Phi Nhung, nhưng phải đợi duyên là mẹ Tây Uôn phát tâm phóng sanh hồi hướng cho cô đó thì Tây Uôn mới giúp. Bởi vì mẹ Tây Uôn muốn thì Tây Uôn sẽ làm những việc thiện, những việc tốt thì Tây Uôn sẽ làm. Chứ mẹ Tây Uôn muốn Tây Uôn làm đại gia, muốn Tây Uôn có danh vọng giống như người ta thì nó lại trái ý Tây Uôn, nên Tây Uôn không làm. Đó là lý do mà mẹ Tây Uôn không hài lòng về Tây Uôn, luôn rêu rao với mọi người Tây Uôn là một đứa không ra gì, làm những chuyện kỳ quái và bất hiếu. Nhưng đây cũng chính là phong cách của Tây Uôn. Vậy đó, làm được như Tây Uôn thì làm, chứ làm đại gia thì thật sự quý vị thấy rất là dễ. Bây giờ tôi chỉ cần ăn nói có duyên một chút, tôi cũng có nhan sắc mà, tôi đạo đức một chút, thể hiện cá tính một chút, điên điên khùng khùng làm gì. Nhưng mà tôi thích thử thách mọi người. Tôi đâu còn là người nữa mà phải cần danh lợi. Người đâu có dám đối mặt với sanh tử ngoài tự nhiên. Chém chép tôi quăng như vậy á, mọi đứa nơi nó không có sao đó. Chém chép mà. Đó. Quăng chém chép như quăng đá vậy đó thưa quý vị. Chém chép xuống đây ở là an toàn lắm luôn.
Tôi đã đi phóng sanh nhiều nơi và nhận ra nơi nào cũng nguy hiểm. Chỉ có cái nơi này là trước mặt Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì phóng sanh ở đây ai cũng biết những cái loài vật ở dưới đây là được Quan Thế Âm che chở. Bởi vậy có hình tượng Phật cũng rất là đỡ. Rồi Bồ Tát Phi Nhung ơi, Bồ Tát Phi Nhung tai qua nạn khỏi trở về với gia đình nha Bồ Tát Phi Nhung. Mai tiếp tục phóng sanh cho Bồ Tát Phi Nhung. Nay chỉ là khúc dạo đầu thôi. Miệng lưỡi thế gian, có tiền là có tất cả. Người giàu thì những lời họ nói ra ai mà chẳng thích. Nhưng phải nhìn những việc họ làm có chân thật là yêu thương và ai cũng có điều tốt ở trong họ. Những người mà biết yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em, làm những việc thiện nguyện giúp ích cho xã hội thì tất cả đều được trân trọng. Dù họ có xấu xa, tội lỗi gì đó thì tính thiện trong họ vẫn có. Giống như Đức Phật có một người anh, Phật Thích Ca Mâu Ni á. Cái người anh đó cũng là thuộc hoàng tộc, cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là bố láo nha. Nhưng mà người anh đó đã thành Phật từ lâu rồi. Người ấy gây trở ngại cho Đức Phật để Đức Phật mau thành Phật hơn. Giống như gia đình của tôi luôn gây trở ngại cho tôi, nhưng có cản trở được cái công việc giải cứu thiên nhiên và động vật của tôi đâu. Thế đấy, có thùng rác không anh? Không, phóng sanh chỗ này là tươi luôn nè. Bỏ rác vào thùng giữ vệ sinh chung. Bồ Tát Quan Thế Âm có sẵn luôn cái chỗ cho tôi phóng sanh, có luôn mà cả một khu rừng cho tôi. Bồ Tát Quan Thế Âm đã chuẩn bị hết cho tôi rồi. Tôi chỉ có việc làm và để đủ phước huệ để trở thành Phật Di Lặc thật sự thôi. Các bạn không muốn tôi trở thành Phật được lắm thì đừng có làm thế giới trở nên tồi tệ hơn để các vị thần phán xét nhân loại, để cho thế giới bị tận diệt. Nếu thế giới không bị tận diệt thì tôi sẽ không bị thành Phật. Tôi sẽ mãi là một vị Bồ Tát, mãi là một tiên cá. Nhưng vì các bạn ép tôi thành Phật, chứ tôi đâu có ham cái danh này. Rồi hàng đêm thiền định quỷ thần đến quỳ lại, chư thiên đến rải hoa trên đầu tôi, cúng dường tôi, muốn tôi hãy giúp cho con cháu họ thoát khỏi biển khổ. Tôi đã giúp rồi, nhưng cái nghiệp đó tôi phải lãnh. Mệt lắm, mất thời gian của tôi lắm quý vị. Tại sao quý vị cũng có thể thành Phật, thành chư thiên, thành thần, thành thánh? Quý vị làm được hết chứ, tại sao lại tham sân si làm cái gì vậy? Tại sao lại không làm chủ được dục vậy? Người nào bỏ được dục chắc chắn sẽ thành Phật, thành tiên, thành thần thì chưa bỏ được dục đâu nha. Thần là cảnh giới chưa bỏ được dục. Muốn bỏ được dục phải tìm được tình yêu chân thật hơn cả dục. Tình yêu đó là gì? Sống hòa hợp với thiên nhiên, bơi lặn ngoài đại dương. Có được tình yêu thiên nhiên, động vật thì bạn có tất cả rồi. Cái tình dục chỉ là cái gì đâu chứ, chỉ là sự hủy hoại thân thể của mình thôi. Đây, tình yêu chân thật nè, luôn đồng hành bên Tuyên. Và không cần phải nói nhiều,
chỉ muốn giúp đỡ và bên Tiêu. Đó là tình yêu chân thật. Nếu một cô gái đi theo bên Tiêu làm cái gì ta, cô ta sẽ nói: anh ơi, anh, bởi vì tình cảm luyến ái của con người là một mối dây ràng buộc. Sự ràng buộc đó sẽ làm cho bạn không thể nhìn thấy được bản tâm chân thật của mình, và bạn không thể thành Phật. Và bạn chỉ lúc nào cũng ganh tị việc người khác hơn được mình, giống như các vị thần luôn muốn được làm Phật, nhưng mà họ không sống được trong cảnh giới của Phật. Bởi vì họ muốn người ta kính trọng mình, họ phải lập những đền thờ tượng trưng cho các vị Phật để họ dựa hơi của Phật. Họ làm cái việc của họ muốn, đó là danh vọng, là tài, là sắc dục. Thế nên các bạn có hiểu được tình yêu chân thật của chư Phật là gì? Chính là thiên nhiên và động vật. Sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật thì bạn đã thành Phật rồi. Đừng nói chuyện thần thông cao siêu, không thích hợp với thế giới này. Honey, come, come home, come. Khi nào làm chủ được linh hồn đi, thì bạn sẽ biết những gì tôi nói là chân thật. Tạm biệt. Ngày mai tiếp tục phóng sanh cho cô Phi Nhung. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.